Vậy thì chắc là mọi người cũng đã nắm qua được những cái từ khi mà mọi người bắt trước khi tham gia thì mọi người cũng được phổ biến về những cái có chết rồi để chiều ra vấn đề cái slide này. Vậy trước khi tham gia thì chắc là mọi người cũng nắm được những cái nội dung mà mình sẽ cùng nhau chia sẻ, cùng nhau thảo luận, cùng nhau học ở trong cái khóa này rồi, đúng không ạ? Thì buổi đầu tiên thì anh Trường sẽ là người lead chính, còn từ buổi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm thì mình sẽ là người lead chính. Trong 4 buổi của mình thì nó sẽ đi qua 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 bốn cái nội dung. Cái nội dung thứ nhất thì nó sẽ là cái nội dung liên quan đến thiết lập mô hình kinh doanh. Thiết lập mô hình kinh doanh. Tức là sau khi mà mọi người trải qua cái phần buổi thứ hai là nội dung thứ nhất, thì mọi người sẽ nắm bắt được là chín cái yếu tố của một cái mô hình kinh doanh. Tức là mọi người sẽ nhìn được tổng thể là khi mà mình kinh doanh, khi mà tôi mở một cái phòng tập, đúng không? Khi mà tôi bắt đầu một cái doanh nghiệp thì cái cách tôi kiếm tiền là như thế nào, và những cái yếu tố cấu thành nên một cái mô hình kinh doanh đó là những cái yếu tố nào, để mọi người nhìn được một cái tổng quan là cách mình kiếm được tiền, cách mình kiếm được cái lợi nhuận. Cái buổi tiếp theo thì khi mà mọi người hình dung được một cái tổng thể rồi thì chúng ta sẽ dần dần đi vào chi tiết. Cái buổi thứ hai thì mình sẽ học về một cái gọi là khái niệm gọi là balance scorecard, tức là nó là cái thẻ điểm cân bằng. Mục đích của cái buổi này là giúp mọi người thiết lập được một cái mục tiêu công ty, một cái mục tiêu kinh doanh mà nó đảm bảo được cái sự cân bằng, đảm bảo được cái sự cân bằng. Thì trong cái ngành của mình, trong cái ngành fitness thì đa phần mọi người khi mà mình cũng có khoảng một khoảng thời gian khoảng tầm 4 năm, hơn 4 năm mình cũng cùng với anh Trường và mình cũng đã tư vấn cho tương đối nhiều cái những cái người quản lý, những cái anh em chủ phòng tập. Và thông thường khi mà hỏi đến mục tiêu của mọi người là gì, của phòng tập mình là gì, thì mọi người sẽ thường là trả lời về mục tiêu về 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 doanh số, đúng không? Về doanh số hoặc là về có thể là về lợi nhuận. Nói chung là nó sẽ là về cái những cái chỉ số mà tài chính đó. Nhưng mà một cái doanh nghiệp nó hình thành, nó phát triển và nó bền vững được thì nó cần nhiều hơn cái mục tiêu về tài chính. Thì trong cái phần BSC thì mọi người sẽ được làm quen với bốn cái mục tiêu cốt lõi của một cái doanh nghiệp. Làm thế nào để chúng ta đạt được một cái mục tiêu mà nó cân bằng, làm thế nào doanh nghiệp của mình nó tồn tại, nó phát triển được và nó mở rộng được. Đó thì đấy là cái buổi thứ ba. Tiếp đến thì khi mà mình đã thiết lập được mục tiêu của công ty rồi, mục tiêu kinh doanh rồi, thì buổi thứ tư thì mình sẽ đi sâu vào cái gọi là marketing mindset, tức là lúc này sẽ đi chuyên sâu hơn vào cái phần phần gọi là chuyên môn của mình. Thì mình là chắc là nếu mà ai biết mình thì cũng biết là mình chuyên môn chính của mình là làm marketing. Thực ra từ trước đến giờ thì từ từ khi mình bắt đầu kinh doanh từ năm 2008 thì mình đều giữ cái vị trí là giám đốc điều hành cả. Tại vì mình làm kinh doanh gọi là mình làm riêng từ 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 từ, từ đầu. Đấy, nhưng mà cái chuyên môn của mình, cái mà chuyên môn mình đào sâu nhất và cái chuyên môn là mình hay chia sẻ trên mạng xã hội cũng như là chia sẻ với cả anh em làm trong ngành thì nó đa phần là về marketing. Đó, thì trong cái buổi thứ tư thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về gọi là marketing mindset, tức là một cái tư duy marketing và cách để áp dụng cái tư duy đó vào cái việc kinh doanh phòng tập của mình như thế nào. Đó, và đến cái buổi thứ năm cũng là cái buổi mà cuối cùng mà mình phụ trách chính, thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về 5 cái bước để mọi người có thể thiết lập được một cái kế hoạch marketing. Tại vì trong buổi 3 là cái về cái phần balance scorecard ấy, thiết lập mục tiêu cho công ty ấy, thì trong đấy nó sẽ có mục tiêu liên quan đến khách hàng, mục tiêu liên quan đến khách hàng đó, và nó sẽ có mục tiêu liên quan đến về bộ phận marketing đó. Thì cái đến cái buổi thứ năm thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về một cái quy trình 5 bước đơn giản để mọi người có thể sử dụng, để mọi người có thể áp dụng được ngay. Còn để nói về marketing, để nói về quy trình quản trị marketing hay là quy trình marketing bài bản thì nó tương đối là nhiều thứ. Đấy, nó tương đối là nhiều thứ, nhưng mà trong cái quá trình mình làm, mình áp dụng vào cái công việc thực tế cũng như áp dụng vào cái ngành fitness này, vào cái mô hình phòng tập, thì mình rút ra một cái gọi là cái
cái quy trình 5 bước một cách cơ bản nhất để mọi người có thể hiểu, và mọi người quan trọng nhất là mọi người có thể áp dụng ngay vào cái công việc của mình được. Đó thì đó là bốn cái buổi mà mình sẽ cùng với mọi người trong buổi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đúng không? Thì sau cái buổi này, hôm nay là thứ năm, thì mình sẽ đi cùng với mọi người là thứ bảy này, chủ nhật này, thứ ba và thứ năm tuần sau. Thứ ba và thứ năm tuần sau. Thì mọi người có cái câu hỏi gì về mọi người mình vừa vừa chia sẻ về cái những cái phần mà tiếp theo mà mình sẽ cùng với mọi người, thì mọi người có cái câu hỏi gì không về những cái phần này không? Ở trong cái lúc mà mọi người nghĩ câu hỏi ấy, thì mọi người cũng cũng đọc cái phần thảo luận nhé. Thì tại vì là để mà cái khóa học này nó hiệu quả, đúng không? Thì mình cũng phải phải nắm được những cái thông tin, mình cũng phải nắm được những cái mong muốn, cái kỳ vọng của tất cả mọi người ở đây để điều chỉnh cái chương trình cho nó phù hợp và để tạo ra cái giá trị nó tốt nhất cho mọi người. Đã. Mọi người nếu mà có câu hỏi gì thì mọi người cứ bật mic để mọi người chia sẻ, hoặc là mọi người chia sẻ về về những cái năm cái phần mà đang show ở trên slide ở đây. Vâng, cảm ơn.